Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ hiện giờ là buổi chiều và bắt đầu ta hẹn các em học sinh tại trường tiểu học Lê Lai quý vị bắt đầu phát quà mấy mươi phần quà sáng còn lại ở đây. Mình sẽ đi vô các em tập trung cũng đông rồi. Giờ bắt đầu chuyển mấy cái phần này ra phát gì. Rồi, thầy cứ đi cái đó đi, cứ đi nó đem giác này chứ. Buổi chiều này do phát tại điểm trường quý vị cho nên là có nhiều thầy giáo cô giáo em. Chắc có lẽ là cái phần phát này Minh Kha chỉ đứng phát tiền thôi, còn các thầy giáo cô giáo sẽ phát cặp sách, cặp với cặp tại trường cho nên có nhiều giáo viên hỗ trợ này, chắc không có chuyện làm quá. Các em tí teo tí teo con học lớp mấy? Con học lớp mấy? Lớp 3 hả? Con tên gì? Ơi con tên gì? Con đi với ai hả? Đi với ai? Con đi với ai? Các em mới nói chuyện nha, không có được quý vị. Tiếng người dân tộc thiểu số mình nghe không có rõ. Cái nhiệm chắc có lẽ là ở thông ta thì ta nói do nước da đen cộng với cái dân nắng nữa, thấy đi mùa nắng thường nó đen. Đây là cái nhóm giáo viên và cán bộ của xã và trường. Cái bên này đang sắp xếp là trưởng thôn, trưởng thôn của cái thôn khác nghe gì sáng thôn khác là thôn khác. Em con hay gì con? Cháu hả? Rồi con có đi lãnh không? Con có phần quà không? Sao khóc rồi? Con có đi lãnh cặp không? Không hả? Con ở gần đây hay gì? Bé này lãnh hả? Không hả? Đâu này cũng còn số bé mà. Cái này thì do địa phương sắp xếp. Thưa thầy cô, thầy trưởng thôn mình sẽ sắp xếp theo những hộ nghèo của xã ta xét các vị. Tao thấy cái bộ học sinh đông hơn số quà vậy ta. Trưởng thôn đang điểm danh các em. Thấy các em ở đây cái tội của gì? Em nào hôm nay đen lúa mà nhỏ xíu người. Mấy đứa không có hả? Mấy đứa cũng ham hả? Mấy chú chào các con ha. Thì hôm nay từ Đồng Tháp mấy chú đến đây để phát tặng các con những phần quà yêu thương, đó là 100 phần quà. Một phần quà đó thì có mỗi phần quà gồm có là 10 cuốn tập và một cái cặp và một câu thơ. Thì hồi sáng giờ mấy chú đã đến wow, phát mấy chục phần quà rồi, còn những phần quà còn lại thì thầy đã kêu các bé tập trung ở đây để phát những phần quà tiếp theo. Thì cũng rất là cảm ơn thầy hiệu trưởng đã tạo điều kiện cho mấy anh em trực tiếp đến đây để phát những phần quà yêu thương, rất là cảm ơn thầy. Xin thưa các nhà hảo tâm, các quân, các anh em hôm nay đến trao quà, thì thay mặt cho nhà trường xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, của các anh em đã giúp cho các em của trường tiểu học Lê Lai, của thầy cô tỉnh Gia Lai. Thì hôm nay có những món quà thật là ý nghĩa để các em bước vào năm học mới được đầy đủ hơn, để các em có cặp, có vở và có quần áo mới để các em bước vào năm học mới tràn đầy tình yêu thương. Thì thay mặt cho lãnh đạo nhà trường xin chân thành cảm ơn rất là nhiều và chúc các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các anh em khách quà ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc gia đình thành công trong cuộc sống và ngày càng có nhiều cái chuyến xe thiện nguyện, những cái chuyến trao quà yêu thương cho các em. Xin chân thành cảm ơn. Mấy con nghe chú nói nha, thì mỗi phần quà có là 10 cuốn tập
một cái cặp và một con thơ. Thì trong con thơ đó mình có 200 ngàn, thì con mấy con về đưa con thơ đó cho ba mẹ mình, nói là 200 ngàn đó để mua quần áo mới để đi học ha. Nghe không? Dịch lại. Rồi bây giờ anh nói tiếng tiếng Anh cho bé hiểu nha. Để xác xác vô. Anh có đọc danh sách không hay là đọc tay anh đọc danh sách đi, anh đọc danh sách từng bé đi hết. Đúng rồi. Thiếu mấy bé khoảng ở năm em một lần đứng đây. Năm em một lần. Năm đu minh vật đông bao hờ nhau hờ. Nói đọc nhiên hình lan hạt cơ năm đu. Quay này con, quay này. Năm đu. Năm em rồi. Đây. Mày con nhận cái tung tà la trên một con nhận cái bông hoa về luôn nha, con đi ra ngoài luôn nha. Nè nè con đây 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 nè, cái bông thơ này về đưa ba mẹ mua quần áo nha. Đó rồi con đi ra đi. Đưa ba mẹ đi. Rồi, chúng nhân luôn. Rồi, con gái. Đây. Con gái học giỏi nha con. Vì đứa con thơ, con ba mẹ con nghe. Tin học mà cơ cơ hơn, nhưng môn chạy qua ta lo được rồi. Tin học là cả trang học, nhưng môi phong đắp xì. Con thay rồi. Rồi. Thiên bi Rồi tiếp tục đọc cái sách luôn thầy. Tiếp tục cái đọc cái sách đi anh. Nam ơi, con này. Đưa nữa.
Cái con giữ cái phong bì kỹ nghe, chừng rớt nghe không? Vỏ bài nghe con. Hai con cất câu thơ kỹ nghe. Vỏ bài nghe con. Nè lấy cái bao thơ ra bỏ vô cái cặp, kéo lại cho chắc ăn. Quá vui quá vui. Không đủ. Đây. Đây. Con đủ quá. Hả? Đủ hết thôi. Tại này hồi sáng mình có phát rồi. Cái này là nó không có nằm trong danh sách. Ở đây còn phát nữa ta. Cho mấy đứa. Dành quá dành. Mỗi đứa một bịch cho con. Rồi hết rồi. Rồi hết rồi. Không cảm nghe. Hết rồi. Tại vì cái này đi dư mà. Thì cái này là không có nằm trong danh sách nè. Thì có mà đi dư nữa, đi nhiều. Chứ không phải nằm trong nhóm phát. Cái này là ở trong cái làng của anh Trang đây là thôn trưởng này. Cái thì bây giờ mình giao lại cho anh để anh tìm phát cho các em. Do mấy cháu nó không đi tới được ha. Dạ. 27, 28 bao thơ. Vậy là còn 28 phần. Là trong đây 11, có ngồi kia 17 đúng không ạ? Đúng rồi. Ha. Đúng rồi. Thì 28 bao thơ này sẽ gửi lại anh. À, rồi mấy vé mà là nhận quà đó. Rồi anh phát chụp ha. Đây là bây giờ anh Trang ơi. Bây giờ trong chục cái làng của anh là còn 11 cháu này. Là 11 cháu nó chưa nhận này. Thế là bây giờ trong cái làng của anh Trang là còn 11 cháu chưa nhận, là anh nhận về rồi anh phát cho các cháu nghe cho các vậy là 11 phiếu. Này chụp hình gửi lại cho em gửi cho anh nha. Cháu hồng hồng rồi. 11 phần này là anh trao các bé ha. Cháu chụp hình luôn nha em, chụp hình gửi qua Zalo cho em nghe. Biết chưa? Cái thằng thì 17 phần là ở cái làng kia. Rồi anh luôn. Chịu trách nhiệm mình sẽ trao quà rồi mình chụp lại gửi lại cho anh. Dạ. Rồi. Thì hôm nay cũng rất là cảm ơn anh và các anh ở đây đã tạo điều kiện cho mấy anh em trực tiếp gặp mấy em học sinh nghèo. Thật sự là rất là cảm động. Tại vì tụi em thì ở miền Tây, tuy còn các em học sinh ở miền Tây cũng còn vất vả, nhưng mà so ra thì các em này còn gặp khó khăn rất nhiều lần. Thay mặt các em học sinh nghèo thì mình Kha cũng rất là cảm ơn Mạnh Thị Quân Giống Tên đã tặng 100 phần quà yêu thương đến các em. Xin chúc Mạnh Thị Quân Giống Tên luôn nhiều sức khỏe, cũng như là chúc các con lúc nào cũng học giỏi nha. Cũng như các anh ở trong công đoàn thì tôi đây là hội tập đoàn từ Đồng Tháp đi Tây Ninh ra đây, thì tôi là gọi là chủ tịch của hội chữ thập đỏ xã Chữ Á. Thế hôm nay lãnh đạo của đảng ủy ban thì đi họp lên thành phố hết, thế tôi về đây là đại diện cho cơ chính quyền, thì trước hết là xin bày tỏ cái tấm lòng cảm ơn cái Mạnh Thị Quân đã vượt đường xá xa xôi về đến mấy làng đồng bào thật sự là khó khăn và nghèo khổ nói thật như vậy. Thế thì chúng tôi cũng đối với các anh là những người vượt bao chặng đường về đây cũng không quản những khó khăn, thì đối với chúng tôi những việc làm thế này chúng tôi rất là phấn khởi, và cũng đã đưa những phần quà đến tận tay các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó để học hành. Là tôi thay mặt cho địa phương cũng chân thành cảm ơn nhà tài trợ Minh Khang và tất cả các anh trong đoàn đã đến với làng Cầu Tu và làng Vô của xã Chữ Á. Xin chân thành cảm ơn. Cũng rất mong là được gặp các anh trong dịp gần Tết để các cháu đón những cái phần quà yêu thương, để các cháu đón một cái mùa xuân ấm áp. Cảm ơn các rồi, rất là cảm ơn các anh rất là nhiều. Rồi chúc sức khỏe. Rất là và gia đình là thượng hộ. Rồi chúc sức khỏe anh. Chúc gia đình sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Rồi mình đảm bảo là mình sẽ cho đến tay các em, mình gửi hình lại cho. Dạ dạ. Cứ yên tâm cho hết. Rồi chào anh. Chúc sức khỏe. Rồi. Bye bye đi mấy con. Bye bye. Bye bye. Chào cô luôn. Rồi chú chào các con nha. Bye bye các con. Bye bye. Dạ bye bye các chú. Những cái phần quà buổi chiều đến đây đã xong rồi quý vị. Có một số cháu không có đến vì cái lý do gia đình như thế nào đó mà mình
sẽ nhờ lại trưởng thôn với lại thầy đi phát trực tiếp cho các cháu và chụp hình gửi cho Minh Kha để Minh Kha hoàn thành nhiệm vụ với mặt trận quân nhé quý vị. Còn video bên mình thì mình không có những tấm hình đó nha quý vị, tại vì đây là quà của bên Minh Kha thì mình chỉ hỗ trợ anh em đi phát quà thôi. Bây giờ anh em mình xin phép ra về, bắt đầu ngược chuyến hành trình từ đây về tháp 10 Đồng Tháp quý vị. Có lẽ là đêm nay thì đi đến đâu nghỉ đến đó, mệt thì nghỉ. Đây là hành trình của chuyến về quý vị, hết với cái tấm đan này về coi nè, mà có sắt cái này, sắt hai lớp luôn, hết biết cái công trình đây giữ thiệt chứ. Sắt mười luôn không? Ừ. Hết thế luôn rồi. Cái đường về gian nan quá vậy. Đường về phải nói là không thua đường tới chết mồ xe. Hết biết cái công trình gì quý vị ơi. Lộ gì mà sắt 10 mà hai lớp. Mà hai lớp vậy nè. Hết thế luôn rồi. Nó đi 20 rồi đó, mình đổ bê tông luôn. Đổ tấm đan gì đâu mà khủng khiếp. 20-30 mét là dữ rồi. Để cái gang vô kìa. Để gang xuống dưới lên cái thì cái này gần 2 tấc rồi. Không đổ đổ nữa là 2 tấc chắc luôn. Tại vì nằm nó đang nằm sát chứ mà. Hết thế thật chứ công trình. Ồ, mấy anh dám sát công trình quá. Chuyến về thật sự nãy giờ anh em mình đi qua những cái đoạn đường còn khủng khiếp hơn đoạn đường đầu nữa quý vị. Có những chỗ sạt lở một đống đất ngùn ngụn luôn, khủng khiếp lắm. Mà người ta đã xúc rồi cho nên chạy cũng được nhưng mà rất là khó chạy, không có thua chuyến đầu, tệ hơn luôn. Khủng khiếp quá. Cái đan nó dày. Cái sắt bị lớn vậy quý vị ơi, hết thế luôn rồi. Khi nãy mình tấm đan kia sắt đâu dữ thần vậy nè. Ở đây cái sắt nè. Cái ngón tay mình nè. Rồi cái nè. Ngón tay nè. Chiều cao nè. Chiều cao 2 tấc. Hết hơn 2 tấc luôn, cái gang thẳng băng luôn nè mà chưa hết luôn nè. Hết thế luôn rồi. Rồi bên ngoài mình thấy sao không thể nào tưởng tượng nổi luôn mà sao lên máy không thấy. Hết biết sao luôn rồi nè. Mình máy không thấy chân kìa ta. Hết thời rồi quý vị ơi. Bây giờ đi về, đi tới đây về nè. Hết thời rồi, không còn đường nào nói nữa, vô phương luôn rồi. Đi tới đây về nè. Hết biết luôn rồi. Khả năng anh em mình đang nghĩ là nó đã chỗ ra con đường mà khi hở mình qua không được đó. Đúng rồi, ngay đường đó luôn rồi. Nó đi bọc lại ngay cái đường cũ luôn rồi. Ở dưới đó là suối đó quý vị, cây cầu bắc chưa xong nè. Thấy một ngôi sao quá trời mà quay không kịp, ngôi sao xẹt. Trời đất ơi, trở lại cái đường kia nữa rồi ông nội ơi. Trở lại đường gần đó nữa rồi. Trở lại đường gần đó rồi. Nghe chát luôn, hết đường chạy rồi. Sao kỳ vậy ta, trời sao chỉ Google này. Có đường đi mà không biết xuống đường nào đây, có đường xuống đâu. Hỏi người ta kìa. Hỏi thăm. Đi vòng quay lại kia xuống dưới đây này. Đường dưới chạy qua được không anh? Đi vòng quay lại xuống dưới đi xem bên kia đường bắt con đâu. Bữa đó có cái xe tải nó bị nghiêng đổ đồ đó, còn nó đi chưa? Dạ dạ cảm ơn. Bây giờ đây là chỗ là đường đó luôn rồi đó. Trở lại ngay đường đó rồi. Trở lại ngay đường đó luôn. Là bây giờ mình băng gần nữa. Mà cái đường này là xa hơn nè. Xa hơn luôn. Trời ơi, hết biết đường đó rồi. Hết biết rồi. Thua luôn rồi. Nội ơi, tưởng đâu chạy về đường nào, chạy về ngay đường đó nữa. Ngay đường đó mà phải đánh bọc một cái đường hết biết xa nữa. Rồi vô phương rồi anh em ơi. Xong luôn rồi. Mai về cũng chạy theo Google cũng nghe chát vậy nữa. Chứ đâu. Quay đầu đi tôi đi coi coi. Yeah, ông nội ơi sao kỳ vậy ta. Sao cái số anh em mình hẻo dữ vậy. Hồi bữa rồi mình đi qua vượt qua một đêm không qua được đó quý vị. Không qua được mà tới khi vượt qua được đó là ngay cái bãi đất mà quý vị xem video trước đó ha. Cái bãi đất mà không đi được rồi chở vòng do về ở tới cuối cùng buổi sáng qua được đó. Là khi qua được cái bãi đất đó là chở ra cái cầu này nè. Mà giờ đi về đường khác theo Google chỉ về chạy rất là xa rồi. Mà có cuộc chỗ mới chỗ ra được tới chỗ đó. Có nghĩa là bây giờ chạy về hướng đi về thì qua cái cầu này rồi mới chở về cái bãi đất đó. Hết biết luôn rồi. Không hiểu nổi luôn Google luôn rồi. Sao đại lộ không chỉ mình mới chơi. Không còn đường nào nói nữa.
quá sợ. Không còn lời nào để tả. Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Có nghĩa là bây giờ anh em mình phải băng qua khoảng hơn 200 km đường rừng hôm đó đó quý vị. Mà bây giờ chưa có ăn gì chứ. Xong rồi. Cái dịch bà thần á, làm gì chạy tới về cháu dịch nó nổi. Về đi. Trong bên phải. Thẳng lại, dừa. Rồi thẳng luôn. Lấy qua đây chút. À, được rồi. Tới luôn. Thẳng luôn. Hết dừa rồi. Hết thành dung luôn anh em ơi. 500 anh em ơi. Tới chuyện rồi. Anh biết đường nói luôn rồi. Đúng là không nghề thì chứ. Đang có tài xế nghề thì chắc không có cảnh này rồi. Cái này là cây cầu mà video trước mình có quay quý vị xem, có hai chiếc xe bồn đậu giữa cầu đó quý vị. Đó có nghĩa là mình mới tới đó đó. Bây giờ phải băng cái đường rừng hơn 200 km. Mà đường xấu dữ lắm. Không hiểu nổi chị Google này chết. Còn một đoạn xa nữa mới ra khỏi cái động đất này, về trở về cái động đất của đó. Hôm bữa là có chiếc xe tải lớn bị mắc kẹt đây nè quý vị, chạy đây bị nghiêng nghiêng xém lật, rồi nhờ đổ đồ ra đó cho nên không lật, đậu bích đường này nè. Và hôm đó mình đằng kia đi lại đậu xe quay đầu đó. Lên cây cầu này gặp hai xe bồn đậu đây đó quý vị. Lên dốc này bắt đầu trở lại con đường mà đất bị chạy không được. Hôm đó nó tuột chớn mới được, chớn luôn. Tết với thẩm luôn rồi, tuột bánh thấy không? 10 bánh. Quá đẹp trời. Một ngày không gặp em. Thôi lên đường, đành phải thế thôi. Bữa đó mình mắc kẹt ở đây đi không được nè quý vị. Bây giờ ta mới ban ngay xong, cán ngay xong rồi. Có nghĩa là mới mình ban tới giờ này mới giờ anh em. 10 giờ rồi. 10 giờ mà mới bắt đầu trở lại cái đoạn đường mắc kẹt hôm đó. Có nghĩa là qua bây giờ mình nói anh em đi chắc có lẽ là khoảng trên 12, trên 1 giờ. Đâu, 1 giờ vẫn chưa ra tới, mất chưa. Khoảng 2 giờ mới ra tới khỏi con đoạn đường 200 mấy ký mấy km nè. Nè, cái đường hôm bữa nè. Đó, nó cán đỡ hơn rồi. Cái đoạn đường này là đoạn đường bò lên nè. Đoạn đường đi không được đó quý vị. Nó còn dấu tích đó, còn cái sóng giữa đó. Chẳng hạn luôn thôi. Lại luôn. Được, bò chậm thôi. Này đi xuống không? Không. Thôi rồi ta đã xa nhau. Bye bye nha con đường lịch sử. Đây dưới còn hai mấy km lịch sử lận. Cái này nó nói là tụi bay đi sao thì tụi bay về như vậy đấy. Nhưng mà cứ số mơ giờ cứ nghĩ là đã tránh khỏi con đường này rồi không? Giờ dẫn vô cái chắc. Sao một con đường khá vất vả như vừa chia sẻ cho quý vị xem đó. Thì anh em mình đã tìm được, may mắn tìm được một cái nhà nghỉ rồi. Thì đang tìm được nhà nghỉ và cũng rất là may hơn nữa là ở nhà nghỉ, kế bên nhà nghỉ có một cái quán hải sản. Quán hải sản của nhà nghỉ luôn. Thì anh em mình vừa kêu món ăn. Rất là may. Ăn xong ngủ thì sáng mai mới đi, thì sáng mai mới bắt đầu vượt rừng quý vị. Vượt con đường giáp biên á. Cho nên là bây giờ trong cái gũi cũng có cái may rồi. Rồi xin khép lại video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào, chúc mọi người được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc nhé.